Và trong ít phút cuối của bản tin, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề trạm BOT Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang được đề cập trong phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 11 năm 2017 vừa kết thúc chiều hôm nay. Và ngay sau đó, cuộc họp báo tổ chức do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì. Tại cuộc họp báo này diễn ra trong tình hình trạm thu phí BOT Cai Lậy Tiền Giang tiếp tục có rất nhiều bế tắc sau 3 lần xả trạm trong vòng 2 ngày 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 2. Và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phải lên tiếng yêu cầu không để kéo dài tình trạng này. Còn trả lời về vấn đề BOT Cai Lậy, nhiều tài xế phản ứng bằng cách trả tiền lẻ, phản đối vị trí đặt trạm, thì đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy định của pháp luật thì không có gì sai. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tiến hành đánh giá toàn diện các dự án BOT, trong đó có BOT Cai Lậy, như thế liệu có khách quan không? Khi ngày 1 tháng 8 năm 2017, khi cái việc mà trạm thu phí dừng thì Bộ Giao thông đã rà soát lại tất cả các quy trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là dựa vào cái kiểm thanh tra của Bộ Xây dựng. Thứ hai là cái kết luận 475 ngày 29 tháng 9 của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán dự án này. Hai là thanh tra của Bộ Giao thông, thì dựa đến tất cả kiểm toán này thì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất đối với dự án này là đối với thủ tục đầu tư quy định pháp luật là không có gì sai, đều đúng với tất cả. Cái thứ hai là một số trong cái kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng cũng như thanh tra Bộ Giao thông cũng như Kiểm toán Nhà nước thì chúng tôi đã sửa chữa, đã còn về mặt thủ tục là cái trạm Cai Lậy nó nằm trong cái dự án tuyển tránh Cai Lậy, nó không phải nằm ngoài. Thì đầu tư thì thực sự mà nói thì Hội đồng Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Tiền Giang đã đề xuất Bộ Giao thông để đầu tư cái này, cái thủ tục rất đúng. Nhiều phóng viên đặt câu hỏi về việc theo báo cáo ngành điện có lãi trên 2.000 tỷ. Vậy tại sao hôm qua Bộ Công Thương đưa ra quyết định tăng giá? Qua cái việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm 2016 cũng như đánh giá vào cái việc các cái chi phí đầu ra đầu vào của EVN thì như chúng ta cũng đã biết là như vậy là có cái sự theo được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, vì cái vấn đề này như tôi đã nói là được sự quan tâm của Thủ tướng, của Thương trực Chính phủ cũng như là các đồng chí Phó Thủ tướng trực tiếp phụ trách vấn đề này, thì bắt đầu từ ngày hôm nay là như vậy là giá điện là tăng 6,08% so với cái giá cũ. Đấy, và tôi nghĩ rằng là đối với tất cả những cái sự biến động và cũng như ảnh hưởng của cái sự tăng giá này thì cũng đã được tính toán hết sức kỹ lưỡng và được các cấp, từ các cấp cao nhất của Chính phủ đến các cái đơn vị trực tiếp thực hiện như là Bộ Công Thương hoặc là như ở đây là EVN.